Trời ơi, nhìn kìa, công chúa xinh đẹp đang bị thôi miên đó ư? Các bạn có tò mò về câu chuyện tiếp theo không nào? Hãy cùng chờ đón điều bất ngờ trong câu chuyện hôm nay của chúng tôi nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc rộng lớn trù phú tên là Kaspar, nơi có vị vua Andrzej anh minh và hoàng hậu Alva hiền chịu cai trị, nơi đây muôn dân sống trong bình yên hạnh phúc. Hoàng hậu và đức vua hiếm muộn mãi mới sinh hạ được một cô công chúa và đặt tên là Stella. Công chúa Stella từ nhỏ đã được tất cả mọi người yêu thương, sống trong sự đùm bọc của cha mẹ. Cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu khi chỉ trong một đêm, bố mẹ cô nàng cùng ra đi mà không rõ lý do. Cả vương quốc chìm trong đau buồn khôn xiết, chỉ có duy nhất một người vui vẻ là tên tể tướng Gavin. Vậy là kế hoạch của ta đã thành công. Kể từ giờ, hành trình cướp lấy ngôi báu sẽ trở nên dễ dàng rồi. Đức vua và hoàng hậu qua đời, vương quốc lúc này chỉ còn Stella là người có thể lên ngôi kế vị. Gavin lúc này lập một kế hoạch. Hắn đưa Stella lên ngôi khi nàng mới chỉ 15 tuổi và đứng đằng sau giật dây thao túng nàng. Gavin đặt ra đủ mọi loại thuế, hạch sách bắt nhân dân phải đóng thuế nặng nề. Sau đó, hắn đem những bản sắc lệnh quyết định tăng thuế cho Stella ký tên. Mỗi lần như vậy, hắn sử dụng quyền năng của cây quyền trượng thôi miên khiến nàng ký tên trong vô thức. Hóa ra, tên tể tướng này đã lén tu luyện một chút pháp thuật nhỏ để có thể thao túng Stella. Con nhỏ ngu ngốc bị ta thôi miên mà không hề biết gì. Chỉ một thời gian nữa thôi, nhưng chúng sẽ càng ngày càng căm ghét đó. Và ta sẽ đường đường chính chính ngồi vào ngôi báu. Công chúa, người tuyệt đối không được ra ngoài và cũng không được tiếp xúc với bất cứ ai. Ngoài kia nguy hiểm đầy rẫy, thần không thể để công chúa lâm nguy được. Ta chỉ muốn ra ngoài nhìn dân chúng một chút cũng không được hay sao? Ngươi có thể để binh lính đi theo ta mà. Ta thật sự rất muốn ra ngoài, ngươi có thể giúp ta được không? Không được đâu công chúa, như vậy quá nguy hiểm rồi. Đức vua và hoàng hậu đã đi mất rồi, thần không thể mất thêm người nữa. Mong người hãy hiểu cho nỗi lòng của thần. Vậy được rồi, ta sẽ ở yên đây. Cho ngươi ra ngoài thì kế hoạch của ta sẽ hỏng hết. Ta đâu có ngu ngốc như vậy chứ. Stella vẫn luôn cô đơn trong cung điện to lớn. Cho đến một ngày, cô đi dạo trong vườn hoa và vô tình đâm sầm vào một cậu bé. Bạn có sao không? Bạn có sao không? Bạn có bị thương ở đâu không vậy? Mình không sao, còn bạn? Mình cũng không sao hết nè. Do trạc tuổi và cũng do trước giờ không có bạn nên Stella nhanh chóng kết thân với cậu bé. À, nãy giờ quên mất không hỏi. Nãy giờ quên mất không hỏi. Bạn vào cung điện để làm gì? Bạn vào cung điện để làm gì? Áo của bạn đẹp như vậy. Chắc không phải là làm vườn giống như mình đâu ha. Mình là Stella, công chúa của vương quốc này. Công chúa hả? Bạn chính là cô công chúa đáng ghét đó hả? Đáng ghét? Mình ư? Đúng vậy. Không phải bạn chính là người ra lệnh tăng thuế khiến cho người dân rơi vào cảnh đói khổ hay sao vậy? Mình không có làm như vậy mà. Tể tướng Gavin luôn nói với mình dân chúng rất sung túc, ấm no nữa mà. Tại sao bạn lại nói như vậy hả? Mình không có lừa cậu đâu. Nếu cậu muốn biết thì sáng mai hãy cùng mình đi ra bên ngoài, sẽ tận mắt chứng kiến được thôi. Được, hẹn cậu sáng mai vậy. Sáng hôm sau, cô thay quần áo của thị nữ và lẻn ra ngoài gặp cậu bé. Cậu bé đứng chờ sẵn và đưa cô đi khắp khu phố để cô chứng kiến cảnh người dân đói khổ. Mình không thể ngờ bấy lâu nay người dân sống khổ như vậy. Ấy vậy mà mình vẫn cứ tin lời của tể tướng. Mình đúng là một cô công chúa tồi tệ mà. Không sao đâu mà. Cậu cũng là người bị hại thôi. Tên tể tướng đó nhất định có vấn đề. Mình đã từng thấy vài lần hắn làm cái gì đó khiến cây trượng của hắn sáng lên ở trong phòng. Cậu nhất định phải đề phòng hắn đó. Được rồi, từ bây giờ mình sẽ coi chừng hắn mà. Stella rất tức giận, nhưng do chưa đủ chứng cứ để buộc tội Gavin nên cô giả vờ như chưa biết gì và chờ đợi thời cơ. Hôm đó, như thường lệ, Gavin lại mang sắc lệnh tiếp tục tăng thuế đến cho cô ký tên. Lần này, do đã có đề phòng, khi thấy hắn giơ cây gậy lên, cô giả vờ bị thôi miên. Trước khi ký tên,
cô nhanh tay sửa chữ tăng thuế thành miễn thuế. Gavin không nghi ngờ gì nên cứ thế cho ban hành sắc lệnh. Không chỉ sửa đổi sắc lệnh mà cô còn đem vàng bạc trong ngân khố trốn ra ngoài cùng với cậu bé làm vườn phân phát cho người dân. Người dân hoàn toàn không biết cô là công chúa. Nhận được sự giúp đỡ của cô, họ rất vui mừng và xem cô như là ân nhân. Lại nói về Gavin, đến ngày thu thuế, hắn ngạc nhiên vì không có một ai nộp thuế. Hắn cho tra hỏi thì mới biết sắc lệnh vừa ban ra lại là sắc lệnh giảm thuế. Chết tiệt, chắc chắn con dốc đó đã phát hiện ra điều gì đó và điều chỉnh sắc lệnh rồi, thật đáng giỡn mà. Hắn ra sau vườn và trút hết sự tức giận vào một thân cây. Con bé chết tiệt phá hỏng kế hoạch của ta. Ta đã định tha cho rồi, nhưng không biết điều thế này thì phải tiễn nó lên đường cùng bố mẹ nó thôi. Quá ra cái chết của bố mẹ ta là do ngươi gây ra hết. Tình độc ác, ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Ta không tha cho ngươi đâu. Stella rất tức giận và ra lệnh cho quân lính đến bắt Gavin. Gavin tuy hơi hoảng hốt nhưng nhanh trí nghĩ ra một kế. Hắn dùng cái trường phép thôi miên binh lính, khiến binh lính quay lại tấn công Stella và cậu bé làm vườn. Thấy nguy hiểm trước mắt, cậu bé xông ra nắm chặt lấy tay Stella, kéo ra ngoài và hô hào mọi người giúp đỡ. Cứu chúng cháu với! Cứu chúng cháu với! Mọi người ơi, cứu với! Những người dân xung quanh thấy ân nhân của mình đang bị lính canh truy đuổi thì bất chấp xông lên ngăn chặn bọn lính. Stella và cậu bé làm vườn dừng lúc này xông tới, giằng lấy cây trượng trên tay Gavin. Tên gian ác, đã đến lúc người phải trả giá cho tất cả tội lỗi của mình rồi. Dựa vào hai đứa cháu các ngươi mà nghĩ có thể đánh bại ta sao? Thật là hoang tưởng quá. Stella, mau hành động đi. Stella hiểu ý, bèn giằng lấy cây gậy trên tay tể tướng và đập vỡ tan tành. Không, không! Chiếc gậy vỡ tan khiến cho binh lính bừng tỉnh. Stella ra lệnh cho họ nhốt Gavin vào ngục tối. Mọi người ơi, thật ra tôi có chuyện cần thú nhận. Tôi chính là công chúa Stella. Từ sau khi ba mẹ mất, tôi đã bị tên tể tướng Gavin xấu xa thôi miên, khiến cho tôi liên tục ký sắc lệnh tăng thuế, đẩy mọi người vào cảnh khốn khổ. Đây cũng là lỗi do tôi đã quá tin người. Tôi xin chân thành nhận lỗi với mọi người. Mọi người hãy tha thứ cho tôi. Từ nay tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Người dân hiểu được tấm lòng của cô nên không trách cứ và quay trở lại yêu thương cô như ban đầu. Stella cũng mời cậu bé làm vườn về làm cố vấn cho mình. Kể từ đó, người dân vương quốc lại trở về cuộc sống ấm no hạnh phúc dưới sự trị vì của nữ hoàng Stella anh minh. Trong một đêm giông bão tràn ngập xứ sở Adel, giữa rừng sâu, xe ngựa của nhà vua và hoàng hậu đang vội vã trở về lâu đài. Bên trong xe ngựa, hoàng hậu đang phải chịu đựng khổ sở vì bụng trở nên đau dữ dội. Bất ngờ, chiếc xe ngựa gặp nạn. Nhà vua dìu hoàng hậu phải cố gắng trời đi vào rừng tìm chỗ an toàn để trú mưa. May mắn thay, dù thời tiết có xấu thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản hai nàng công chúa ra đời bình an. Đó là hai nàng công chúa xinh đẹp, Lina và Crystal. Chỉ sau 9 năm, hai nàng công chúa nhỏ lớn lên trở nên vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Công chúa Lina là một cô bé rất hoạt bát và tinh nghịch. Trái lại, Crystal là một cô công chúa rất hiền dịu và nhẹ nhàng. Đúng vào sinh nhật 9 tuổi của hai nàng công chúa, nhà vua tổ chức một yến tiệc lớn để chúc mừng. Tuy nhiên, ngay lúc hai cô bé định cắt chiếc bánh sinh nhật của mình thì một ngọn lửa bùng lên. Sự cố này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và hoảng sợ. Crystal, con không sao chứ? Bộ dơ, con không biết chuyện gì. Nhìn kìa, bàn tay con bé phát ra lửa. Con bé là phù thủy. Chắc chắn là phù thủy rồi. Các bữa tiệc trở nên náo loạn. Các lời chỉ trích về phía công chúa bắt đầu nhiều lên,
khiến công chúa Lina trở nên hoảng loạn và bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Ồ, tuyết rơi giữa mùa hè sao? Thật không thể tin nổi á. Nàng công chúa nhỏ Lina rất sợ đôi bàn tay bốc lửa của mình. Dù không cảm thấy đau đớn gì, nhưng thật không dễ dàng gì để có thể dập được nó. Thật may mắn, hoàng hậu vẫn biết mình là chỗ dựa an toàn của nàng công chúa nhỏ. Bên cạnh đó, những bông tuyết nhỏ cũng đang giúp công chúa Crystal phục hồi lại vết bỏng của mình. Wow, thật kỳ diệu mà. Những ngày tháng sau đó, tin tức Lina là phù thủy nhanh chóng lan truyền khắp đất nước. Người dân tỏ ra gay gắt đòi tiêu diệt hoặc trục xuất công chúa Lina để đề phòng những sự việc tương tự có thể xảy ra với họ. Nhà vua vì thương con, tìm mọi cách xoa dịu người dân và ra quyết định nhốt công chúa Lina bé nhỏ ở trong phòng kín, không được ra ngoài, trừ lúc cấp bách. Vì thương con, cũng vì muốn bảo vệ con, nhà vua cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào khác. Thế rồi một ngày nọ, có tin đồn rằng Lina đã cố gắng tấn công những người lính canh cửa bằng lửa của mình và trốn thoát khỏi căn phòng biệt giam. Sau một thời gian dài không có tin tức về con gái, hoàng hậu vì quá đau lòng mà qua đời, để lại bao cảm xúc nuối tiếc ở lại dương gian. Nhà vua chỉ còn lại mình Crystal ở bên cạnh. Vì sợ cô công chúa còn lại cũng gặp nguy hiểm, cho nên lập tức ra lệnh cấm cung với cô, chỉ được ở trong lâu đài, không được tiếp xúc với những người lạ mặt. Cứ thế trôi qua 7 năm, nàng công chúa xinh đẹp Crystal vẫn luôn ao ước một lần được hòa nhập với những đám đông náo nhiệt bên ngoài. Công chúa, hôm nay người muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Từ từ đã. Một ngày nọ, Crystal nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nhờ ý tưởng sử dụng bộ đồ hầu gái, nàng đã có thể thỏa lòng mong ước được hòa nhập với xã hội, tận hưởng giây phút tự do đã lâu rồi không được trải qua. Những bước chân nhẹ nhàng của nàng đã dẫn tới một định mệnh. Vì là một nàng công chúa được vây kín bởi những bức tường, nàng không biết gì nhiều về thế giới nguy hiểm bên ngoài. Các người nên dừng tay lại đi, ta sẽ báo lên vua cha bắt các ngươi lại đó, nghe chưa? Một cô hầu gái mà cũng dám đe dọa tới bọn ta hay sao? Tận dụng cơ hội, chàng trai trẻ nhanh chóng đẩy ngã lũ côn đồ và kéo luôn vị cứu tinh của mình đi khỏi nơi nguy hiểm này. Bốn người cứ thế cắm đầu chạy nối đuôi nhau trên con sông băng. Và một tình huống vô cùng lý thú xuất hiện, khiến cho cuộc rượt đuổi bị gián đoạn. May mắn nối tiếp may mắn, chắc chắn những kẻ xấu xa thì khó mà nhận được kết cục tốt đẹp. Các ngươi được lắm, dám hại chúng ta ra nông nỗi này, chúng ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Sự trùng hợp ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lớp băng dưới chân tên côn đồ dần vỡ nứt, khiến gã rơi xuống nước lạnh. Tranh thủ khoảnh khắc những tên xấu xa đang bận bịu thoát khỏi dòng nước cống, chàng trai trẻ cùng nàng công chúa Crystal lập tức rời đi. Trải qua chút thời gian vui vẻ bên ngoài, công chúa Crystal mau chóng trở về cung điện. Nàng vẫn còn tiếc nuối những giây phút tự do ấy. Cảm ơn cô ngày hôm nay đã giúp ta nhé. Ngày hôm nay rất là vui. Nhưng có một vài chỗ khúc mắc ta không thể nào xử lý được. Chàng trai đó tên là Nathan, con trai một hàng chài kiếm sống bên sông bằng nghề đánh bắt cá. Gia đình họ bỗng chốc trở nên khó khăn và nghèo đói kể từ ngày Lina thể hiện sức mạnh phù thủy của mình. Băng giá đã khiến họ không có cái ăn. Và vì nó xuất phát từ phía hoàng tộc, ta thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Ta muốn bù đắp cho họ, những người dân chịu khổ vì chị Lina. Thế nhưng khi ta nói rằng mình là công chúa, chàng lại chẳng tin. Không hiểu tại sao nữa. Tại sao chàng lại không tin ta là công chúa chứ? Công chúa, rất có thể là do trang phục của người. Nếu có lần sau,
xin người đừng xưng là công chúa. Điều đó sẽ mang rắc rối tới cho chúng ta đó. Và người sẽ không được ra ngoài nữa đâu. Được, ta hiểu rồi. Là ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Sau lần đó, công chúa thường xuyên bỏ trốn ra ngoài, và lần nào cũng là Nathan dẫn cô đi chơi. Tình cảm của hai người cũng dần nảy nở trong thời gian đó. Thế nhưng một lần khi đi chơi về, cô đã bị nhà vua bắt được. Nhà vua hết sức tức giận vì con gái tìm cách bỏ trốn ra ngoài. Chứng kiến những điều này, Nathan cũng phát hiện ra rằng người mà chàng thầm thương đúng là nàng công chúa Crystal thật sự. Hai cha con tranh cãi đối thoại với nhau trên đường trở về phòng hội nghị của đức vua. Tại đây, một hoàng tử của nước láng giềng đã đứng chờ. Chàng hoàng tử tên là Joseph. Crystal, hoàng tử Joseph đây đã lặn lội đường xa tới đây để cầu hôn con đấy. Cầu hôn? Vậy thì con xin được phép từ chối. Crystal, con đã tới tuổi lấy chồng rồi. Đừng có mà ngang bướng nữa. Con đã thích người khác rồi. Không được đâu. Không. Thật bất ngờ, phản ứng dữ dội của công chúa Crystal đã tạo ra một phép màu vừa đẹp lại vừa lạnh lẽo. Trước sự kinh ngạc của nhà vua và Joseph, Crystal nhận ra bản thân mình cũng khác biệt giống như Lina, chị của mình vậy. Nhà vua vì lo sợ tin tức Crystal có sức mạnh băng lan truyền ra ngoài, ngay lập tức hạ lệnh đóng cửa lâu đài, nhốt Crystal vào phòng riêng. Chẳng mấy chốc, dù nhà vua đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng tin đồn về nàng công chúa Crystal là phù thủy băng giá vẫn cứ lan truyền ra ngoài, khiến người dân trở nên hỗn loạn. Hả? Không thể nào. Nàng chính là người đã đóng băng con sông này hay sao chứ? Ta phải làm gì đây? Giúp đỡ hay trả thù đây hả? Trở lại với Crystal bị nhốt ở trong phòng, cô hiểu ra mọi chuyện. Kể từ ngày sinh nhật 9 tuổi, các hiện tượng lạ đó, rồi tới mặt sông bị đóng băng hơn 10 năm, biến cố của gia đình Nathan đều do cô gây ra. Công chúa Crystal, tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn. Bởi vì có một tin đồn là nhà vua có nói với ta rằng, để tránh sự việc căng thẳng hơn nữa, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi vương quốc một thời gian. Đợi mọi thứ im dịu rồi hãy trở lại đây. Công chúa, ta nghe nói ở bên ngoài vương quốc, sâu trong khu rừng cấm, có một nhân vật có thể giúp cô gỡ bỏ thứ lời nguyền băng giá đó. Ngươi chắc không? Ta có sai người nghe ngóng được như vậy, ít nhất chúng ta cũng có một tia hy vọng. Đi thôi. Bằng cách ngụy trang, công chúa Crystal len lỏi qua hàng người mà không bị ai để ý tới. Nhưng nàng không biết rằng mình đã mắc bẫy. Mọi người, phù thủy Crystal đang ở đây. Ả ta muốn bỏ trốn. Những người dân cố gắng bao vây lấy cô, định tấn công, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một lớp tường băng. Trước sự tấn công của những người dân, công chúa Crystal vẫn để ý thấy được một bóng dáng quen thuộc. Mọi người bình tĩnh đi, nghe tôi nói. Thằng bé đó là Nathan, con lão hàng chài đó. Chẳng phải nhà nó trở nên nghèo khó vì dòng sông bị đóng băng hay sao chứ? Mọi người chắc cũng biết hoàn cảnh gia đình của tôi như thế nào. Từ một gia đình chài lưới sống bằng nghề đánh cá, bỗng nhiên trở nên suy kiệt. Mọi người cũng đều biết những sự cố xảy ra từ khi nào. Lúc đó cô ấy chẳng phải chỉ mới 9 tuổi sao? Thậm chí trong chúng ta chẳng ai biết cô ấy là nguyên nhân thực sự, mà cứ nghĩ đó là do công chúa Linda, có đúng vậy không? Thế thì sao? Từ đó tới nay, cô ấy có trở nên nguy hiểm hay không? Tất nhiên là không rồi, vì cô ấy chẳng hề biết mình có thứ sức mạnh như vậy. Và chắc chắn rằng cô ấy chẳng hề cố ý làm hại cho ai cả. Có lẽ khi phát hiện ra chính bản thân mình là nguyên nhân khiến mọi người dân trở nên đói khổ,
công chúa chính là người cảm thấy rối loạn nhất, là những giây phút rất dễ ngục ngã. Tôi khẳng định rằng với con người lương thiện như Risto, chắc chắn cô ấy sẽ có thể thay đổi mọi thứ, khiến tất cả trở nên tốt đẹp hơn thôi. Bằng sự tin tưởng, cảm thông và thậm chí là tình yêu, chàng trai trẻ Nathan đã mở ra sự kết nối sâu sắc giữa người dân và cô công chúa băng giá. Nụ hôn gặp tràn hạnh phúc của nàng công chúa đã đem lại phép màu. Thế nhưng những điều vừa xảy ra hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà Joseph đã tính toán. Các ngươi có thể dễ dàng tin những lời bạo biện đó sao? Rõ ràng ả ta đã đẩy Dương Quá tới bờ vực như vậy, sao có thể tha thứ được cơ chứ? Ngươi muốn gì? Muốn chia rẽ chúng ta sao? Đừng hòng, đừng hòng. Đồ xấu xa, chúng ta không có xấu xa như ngươi đâu. Bệ hạ. Joseph, không ngờ ngươi lại mưu mô xảo quyệt như vậy, uổng công ta sắp xếp hôn lễ. Ngươi đâu? Tóm lấy hắn ta ném vào ngục tối cho ta. Crypto, tất cả là tại ta. Ta đã đưa ra những quyết định sai lầm, suýt nữa đã mất đi người thân cuối cùng của mình rồi. Cha, đứng trước một khung cảnh cảm động như vậy, nào có ai có thể kìm lòng được. Những tưởng mọi thứ đã trôi qua đẹp như trong tranh vậy, nhưng không, một nhân vật bí ẩn lại xuất hiện. Adele, ta đã trở về rồi đây.